xa. Lúc tối thầy mười ba, sớm chiều mồ côi vì mẹ thầy quy tiên. Nghĩ đến mẫu thân lìa bỏ thế gian trong dòng sanh tử. Lìa bỏ quê hương thầy ra Phú Yên, xuất gia ở tổ đình hương tích. Pháp danh là Tâm Căn, pháp hiệu là Thiện Trí, thầy quy y giữ giới tu hành. Đình chỉ được một năm vì khói lửa chiến tranh, thầy đi vào Phan Thiết. Cuộc sống tu hành vất vả làm sao, hay do Phật trời thứ lòng người con kia. Thầy vào học viện quy chỉ tu hành, thầy tỏ giới xa di. Năm 69 thì thọ giới tỳ kheo, cuộc sống cứ đây đưa thăng trầm biến đổi. Tưởng rằng sống lặng gió yên, đâu ngờ duyên số trơ trêu cuộc đời.
đồng tu là thầy tự mình đó, xem nhau như thâm tình ruột thịt anh em. Sống nơi chùa cổ thật được 11 năm, năm 2010 thầy về phước thề. Nhọc dường như đã quen, thầy vẫn luôn biết mài. Con vẫn không quên ơn thầy chỉ dạy, con ráng lo tu để giúp mình cho đời. Con nguyện một dạ không phai, theo thầy tu học cho đời thêm vui.